Mình quay lại, hôm nay mình sẽ làm cũng là món rất là đơn giản luôn. Ở đây có cái gì đây? Hôm nay là cá, cá mình mua phi lê sẵn ở siêu thị, rửa sạch để đây, rồi chuẩn bị mình chiên giòn. Với lại bí ngò này những cô chú ở nhà người ta trồng nó rất là non này, ngon đi chưa? Cái này có em mua có khoảng 13.000 tiền Việt mình một ký như đây nè, như đây một ký nè. Đó, cá và hôm nay em mua cherry nữa, cherry loại cherry đen này rất là ngon cô chú anh chị thấy không? Rất là to mà nó ngọt, có loại cherry đen này nó ngọt hơn là loại cherry đỏ nữa đó. Cherry này em hôm nay em mua 3,5 đô là có tiền Việt mình là khoảng 85.000. Cho con cả nhà ăn món này nè, kho tay nghiền luộc xong rồi chút nữa chắc nước ra mình bỏ bơi với lại sữa vô mình nghiền sau. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái món cá chiên này trước nè, phủ lên, phủ một bên cũng được nè, tại vì cá biển đó, nó cũng hơi mặn á. Xong rồi mình bỏ cái này là thì là khô, thì là này em tự sấy nè, tự sấy xong rồi bỏ vô, tự sấy xong rồi mình bóp nhuyễn nó ra này, nó khô nè. Còn bí ngòi này á, bây giờ em sẽ cắt cắt ra để đem đi nướng, cắt lát ra nè, cắt lát như thế này bỏ vô trong cái máy nướng mình nướng, cắt lớn lớn gì nướng cho nó nhanh. Bí ngòi này cực kỳ ngon luôn, rất là ngon. Mùa này là mùa của trái bí ngòi. Cái cô bác ở bên ngoài á, dân ở đây người ta trồng nó rất là nhiều. Đây hôm nay mình làm món này đây, gồm có bí ngòi nướng, nướng bơ, nướng xong rồi chét bơ lên cho nó thơm. Cá chiên bơ tỏi, chiên xong rồi bỏ bơ tỏi vô, có cherry nè, rồi với lại ăn với lại khoai tây nghiền sốt. Xin chào cả nhà, xin chào ba, xin chào cô chú, xin chào thằng ba. Xin chào. Cô chú ơi, tim anh đang ăn cá, cô chú ơi, đang ăn cá mà ăn là giỏi quá. Này, ăn cá nè. Ở nhà hôm nay giới thiệu hai cha con hôm nay mình ăn món gì nào? Từ ăn với lại bên ngoài, bên ngoài nướng nướng ngon, bên ngoài nướng ngon, cái gì ủa số mai cái chiên các bạn chợ chi đi ngon quá chừng luôn à, vào lúc mà tốt chi này từ đây ngon. Con hỏi với mẹ nè, cá con lấy cho mẹ cái muỗng nhỏ cho em xúc với con. Cho nó té con một xúc. Đây mình ăn món Marcus food from Ukraine style or Europe style. Not only Ukraine, Europe is. Kiểu như món này kêu là món Tây nè, món Âu á, ăn theo mấy kiểu khô chiên. À, cái là cái tô skin shop, à là cái tô à không có xương không à? Có сразу одним таким голубым еще размахом еще. Mệt lắm cả.
Dimple. Ừ. Thấy ngòi á, nó ngọt. Nó có tay. Hôm nay không biết nấu gì hết. Nên là muốn kho tay cho hai cha con ăn cho đỡ thèm. Как ты решил это делать? Как ты решил? Ну, как там, я не знаю, как там, как там. А, леги, кит, muốn chi chi ri về rồi bắt đầu chi ma phá rồi chi ma ngồi đây mình lấy chi ri ngồi đây đây ngồi nha ăn rồi đó này nè rồi các bạn biết chị qua chị mà nhìn ra đâu có ban xuống như vậy được. Cứ mang xuống gì được đâu, để cho con cầm thôi chứ không có mang xuống thèm. Ăn đồ bây giờ. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Vô đừng mà cái vô đừng ngon ra. Xin lỗi. Xin giờ đi mà ăn khoai tây liền. Chị nãy giờ để lâu mà nó giòn. Chị mai không được phá. Cầm chơi thôi chứ không có phủ nó xuống bàn. Ngon, ý gì bất cứ sao đó. Các miếng ngồi không? Cái nhìn này nữa. Cherry đen này ngon. Nó ngọt. Chị mà bỏ ra lại đi mẹ. Không được phá. Chúng ta mà ai xin được idea, làm nồi quá thì tìm kiếm. Em xin được idea, cook brush. Cook brush? Chị Ma, chị Ma nhìn ra được phá được đâu nè. Mỗi lần biết ra là việc là khóc khóc.
Có mì không? Có mì không? Có chị đây cho con. Mì giòn ngon lắm không? Aynen. Ne bu zaman buluştular? Cô giọng mẹ, em nghe mẹ. Cô chú anh chị ơi, hôm nay mình về được ở đây. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ gia đình mình nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye. 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 Bye bye.